Của biết bao nhiêu đồng đội khi anh bước ra trên sân, người anh quấn quấn đầy cơ bắp với cơ bụng sau mũi. Có cô vợ cực đẹp làm anh máu hơn mỗi khi lâm trận. Em là Cristiano Ronaldo siêu sao đây nè. Cho dù đôi khi mấy thằng nói em đã cá nhân thì có sao đâu anh. Em vô địa. Em không biết à, thằng em đang mau đến thế này rồi các anh ơi, cứ vô tư. Em gọi vợ em, mấy em sống đến đây chơi cùng. Thiên hạ lạc mắt đến lúc đấy em lại ghi bàn. Các bác tin em chưa?